Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Cú Cú Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái video theo yêu cầu của nhiều anh em. Mình sẽ làm một cái video mà hướng dẫn cho anh em, những anh em nào chưa có kinh nghiệm đấy, dán cái tai này để con chó này, như chú chó này này được 3 tháng rồi nhé, 3 tháng rồi nha, mà cái tai nó vẫn chưa lên đấy. Và mình muốn cho nó nhanh lên để mình để chuyển cho em về nhà mới ấy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao để dán này, dán cái tai để hỗ trợ cho nó lên nhanh nhé. Thì lên khi mà tai dán tai, tai lên vẫn căng đét như là lên bình thường nha các bạn. Trong quá trình dán thì mình phải bổ sung thêm canxi, cho ăn uống đầy đủ chất, là hoặc là hỗ trợ thêm gặp thêm xương nữa nhé, gặp thêm xương như xương đầu heo, xương cổ gà, đầu gà nhé, để cho hỗ trợ cho đầy đủ chất để cho nó lên. Thì do cái chú chó này nó lên cái tai trong bầy ấy, đã lên hết rồi, đã về nhà mới hết rồi, mà còn mình bé này này, tai nó vẫn còn cụp xuống này đấy, còn chưa lên hết ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mình hướng dẫn chi tiết cho anh em, những anh em nào mà mới tập chơi cũng có thể làm được, rất là đơn giản nha các bạn nhé. Để mà mình dán được tai ấy cho một chú chó thì mình cần một cái khúc ống này. Ống này là khúc ống bọc cho cái bên ngoài cái máy lạnh ấy. Các bạn mua, nếu mà mình xài ít ấy, thì mình chỉ cần mua một khúc thôi, không cần nhiều đâu nhé, mua ít thôi. Đây, đây là cái ống nhé. Cái ống này là nó là bằng mút xốp, rất là nhẹ. Tại sao mà mình không sử dụng những cái khác mà sử dụng cái ống này? Bởi vì nó có một cái, nó gọi là cái ống tròn này. Khi mà mình cắt ra đó, nó sẽ theo hình cái tai của chú chó, là mình dán vào rất là dễ nhé. Và cái thứ hai tiếp theo nữa là mình cần là cái gì? Đây là lọ keo, thường thường gọi là keo keo con chó đấy nhé. Keo này dán vào cực kỳ dính và nó không có bị bong chóc hoặc là không bị nóng, cái tai nó không bị nóng và không bị hủy, bị gọi là nóng tai mà nó rộp lên rồi nó bị hư cái tai chó đấy. Đây các bạn xem nhé, đây là keo con chó này, đó là một cây keo. Thì các bạn cắt, đây là các bạn cắt ra một khúc này, tầm này thôi nhé. Đây, mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Đấy, tùy theo cái độ dài của cái tai con chó mà mình cắt ra ngắn hay dài nhé. Thì con chó này nó còn nhỏ, mới có 3 tháng thôi. Thì mình cắt như đây rồi mình cắt bớt đi. Đây, sẽ cắt ra. Đấy, cái này cắt đôi ra nhé. Cắt đôi ra mình sẽ làm được hai bên. Khi mà mình cắt ra này, các bạn thấy này, đấy nó sẽ hình thành hình cái vòng của cái tai này. Xong rồi là cắt thành hình cái tai nha các bạn. Đấy, cắt làm sao cho nó lọt vào trong cái khe của cái tai luôn. Lọt vào trong khe của cái tai ấy, là cái miếng xốp này nó có tác dụng là đỡ cái vành tai nhé, đỡ cái vành tai cho nó lên. Để cái bành tai đấy nó làm một cái điểm tựa giống như là cây leo các bạn, cây leo mà mình nó leo lên mà mình không có cái điểm tựa thì nó không leo lên được, và nó sẽ bị ngã đổ đấy. Thì cái này cũng giống như vậy đấy, đây là hình cái tai này đấy. Xong rồi chút xíu nó check keo lên, sẽ check keo lên đây này và check keo lên cái tai của chó nhé. Đây. Mình sẽ kêu, mình sẽ bắt con chó ra mình đo xem là nó đã vừa chưa. Đây các bạn, đo nhé, các bạn sẽ đo. Đây, hồi nãy mình cắt ấy, tai này nó bé này. Đây, các bạn thấy không, nó dư này. Nó dư này, đây. Nó dư, thì mình phải tiến hành mình cắt bớt này. Đo để mình cắt làm sao cho nó chuẩn nhé. Tiến hành mình cắt bớt này. Đấy, làm sao cho nó lọt cái bành tai con chó vào để nó đỡ. Đấy. Đây, đấy các bạn thấy không? Nó vừa lọt cái lỗ tai này, vừa lọt lỗ tai này. Đấy, đấy, đây nhá, các bạn xem nhá, vừa lọt.
lọt đầu tai này. Cách cho nó lọt vào phía trong để cho nó tránh trường hợp là nó lòi ra ngoài, những con chó khác nó sẽ gặm, nó kéo ra, hoặc là cái chân của con chó này nó sẽ đưa lên nó gãi, hoặc là chân sau nó đưa lên nó gãi, nó bung ra nha các bạn. Nên là mình phải để ý nha, cho nó lọt vào trong cái khe tai luôn. Như vậy nó còn vẫn còn hơi to nha các bạn. Sẽ cắt bớt. Cắt bớt cho nó lọt vào trong khe luôn. Tỉa làm sao cho nó gọn gàng nhé. Chó Phú Quốc là tai cây vảnh nha các bạn. Tai mà nó bị cụp xuống thì con chó rất là xấu và nó ngu lắm các bạn. Cực kỳ ngu luôn. Nếu mà tầm từ 4 tháng, 5 tháng trở lên mà nó không lên thì các bạn hỗ trợ nó nhé. Hỗ trợ dán cho nó nhanh. Chờ nó lên, nếu mà tới tầm đó mà các bạn dán rồi nó sẽ có thể nó sẽ bị hỏng đấy. Bởi vì là khi mà qua cái thời gian đó rồi ấy, là cái sụn của cái vành tai ấy, cái sụn của vành tai nó đã hình thành rồi ấy, thì khi mà các bạn dán nó sẽ không như không có tác dụng. Và nếu như nó có lên ấy, thì nó cũng rất là xấu. Lên nó xấu, nó thành cái nếp gấp. Từ 3 đến 4 tháng thôi, nếu mà cảm thấy mà nó không nó phát triển không đúng theo yêu cầu của mình thì nên dán. Thường thì mình khuyến khích là các bạn là nên chăm cho nó tốt và cho nó lên một cách tự nhiên nhé các bạn. Không cần thiết là mình phải dán đâu. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà các bạn nào mà nuôi thấy con chó mà nó bị thiếu canxi ấy, thiếu canxi mà nó không có phát triển được ấy, nó bị tai bị cục ấy, thì các bạn nên bổ sung và canxi và dán cho nó đẹp nhé. Dán cho nó chất, cho nó nhanh lên. Đây, mình sẽ mới thêm cái tai bên. Thấy không? Bé này rất ngoan, hầu đầy cu đen nha các bạn. Nó còn hơi to này. Nó phải vừa nha các bạn, để cho chó nó không có dãy ra. Cái dãy ra nó rớt rồi mình dán cũng như không. Và thời gian dán để cho nó đảm bảo cái tai lên thì chắc phải là 1 tuần nha các bạn. Ít nhất phải là 1 tuần thì các bạn mới tháo ra. Đấy, ok. Tai bên này. Rồi, ok. Khi mà mình đã cắt ra rồi này, đây, 2 miếng này. Đấy. Khi mà đã cắt ra rồi đây nhé, thì bắt đầu tiến hành mình chét keo. Đấy. Chét keo vào trên cái tai của chó trước để cho nó khô. Đây, cái vành tai này, các bạn phải lau cho nó sạch nhé. Lau cho nó sạch, đừng có để gần bám vào đây thì cái keo nó không ăn các bạn. Thank you.
sẽ giữ. Các bạn phủ nhẹ nhẹ, phủ nhẹ nhẹ để cho cái keo này, cái keo này nó dính, keo nó dính chắc. Thì khi mà mình thả ra nó không có bị bong ra đấy các bạn. Hãy giữ cho nó chắc. Đấy. Rồi bắt đầu mình dán cái tai bên nhé, dán tai kế bên. Chắc cái này trước đã. Đây đang cái này hồi nãy đang chắc dở này, này đang chắc dở sợ nó khô keo quá. Nó khô keo thì là nó khó van nữa. Cho nên mình chép xuống xong. Pin luôn. Sẽ bị bong cái keo nên là mình dán cũng như không các bạn, dán cũng như không, dán cũng được mình hết, ok, rồi, chuẩn bị hết cả tay các bạn, tiếp tục tay cái này cũng vậy nhé các bạn, các bạn tới giữa lau cho nó sạch nhé, các bạn có thể lấy bằng cồn hoặc là bằng cái khăn ướt đấy, bạn lau cho nó sạch những cái mảng bám này, dơ này. Bụi bặm này trên cái vành tai của nó nhé. Keo này khá là dính. Khi làm cái này thì có nên có hai người nha các bạn, nên có hai người hỗ trợ nhé. Tại vì mình không có ai cái này, mình bắt buộc phải làm một mình thôi. Chứ đúng ra phải có hai người hỗ trợ, một người giữ con chó đấy. Thì tay họ khô ấy, họ khô nó không bị dính vào cái lông con chó nhé. Tay họ khô thì họ phụ cho mình được, họ giữ con chó nó chặt, không có bị cự quậy, không có băng keo, băng cái keo nó không có dính ra cái này, không có bị rụng lông nữa các bạn. Nên là nên có hai người nha các bạn, là mình phải tự làm một mình. Khi mà sau khi dán xong này, đấy, các bạn thấy không? Đây, các bạn để ý này. Sau khi dán xong ấy, thì các bạn sẽ thấy này, là cái miếng xốp này này, nó đỡ cái vành tai lên này, tai lên rất là lên, rất là là kè này. Đấy, tai nó sẽ đứng lên như vậy. Nhìn con chó nó sẽ rất là chất. So với cái lúc đầu video á, thì cái vành tai này nó sụp xuống thì nhìn nó không có được đẹp nha các bạn. Nó không có được đẹp mà nhìn nó rất là ngố, con chó rất là ngố. Nhưng khi mà mình dán lên xong rồi á, các bạn thấy không? Khi mà nó dán lên rồi, lúc mà nó lên là hai cái tai sẽ kè như vậy. Đấy, nó kè như vậy thì con chó rất là khôn như các bạn. Chó nhìn nó rất là khôn mà rất là nhìn nó rất là chất. Còn nó cụt cái tai xuống nhìn nó xấu. Bé này là hậu duệ cu đen. Hậu duệ cu đen này, cu đen là được ngày 10, ngày 11, 11, 12 tháng 3 này là tròn 3 tháng như các bạn. Có cái màu vẹn này rất là ok, rất là giống đúng cha của đen nhé. Cái xoáy này các bạn xem, cái xoáy nó từ cái nền trên tới tận cái vai sau này luôn, tức là xoáy rất là dài nha các bạn, đuôi cong chỉnh sửa ok. Bé này có một móng đeo, có một móng đeo phía sau nha. Em này rất là cool, rất là quấn chủ luôn, cho nó ngồi mà nó không có cửa quậy luôn, không có phá phách giống những con khác, nó rất là nghe lời mình. Đấy. Cho nó ngồi nó rất là ngoan đây các bạn. Đấy, sau khi mà các bạn xem đây, nếu mà thường thường ấy, một con chó mà tai ke mặt đẹp nó sẽ là như vậy nha các bạn. Nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn là cách mình nhận biết là tại sao nó là tai ke và tai bó sò. Tai ke thì nó là như vậy, lúc nào nó cũng dựng như vậy nha các bạn. Bó sò ở đây là cái hình của bó, cái con sò đấy, mà nó úp ngược xuống như vậy. Cái tai không phải là cục như vậy, mà không phải xòe như vậy nha các bạn. Đây, các bạn xem, tai không phải xòe như vậy, mà nó không phải là cục vào trong như vậy, mà
và lúc nào nó cũng chiếu như vậy thôi. Đây, nó như vậy thôi và nó bánh ngược về phía trước này. Thì người ta sẽ nói là con chó này là tai ke, tai bo sò. Mà những con mà tai bé như vậy này, thì sau này đúc con á, đúc con là nó ra con, những con mà con nó tai bé đấy thì tên lên tai rất là nhanh. Bé này là do trong đàn nó ăn, nó bị ăn hiếp đấy, cả đàn bị ăn hiếp, đàn nó lớn nó rất là nhanh và nó ăn hết cái phần của những con này á, cho nên là mỗi lần mình cho ăn là mình phải cho ăn riêng. Mà khi mà nó bú á, lúc đó nó bú mẹ thì nó không bú được nhiều như những con khác, cho nên trong đàn là hầu như lên hết rồi mà chỉ có mình bé này nó còn chưa lên được tai, thì do nó bị những con khác mà ăn hết phần này. Em này lười đốm thôi, mặt rất là đẹp nhé. Hy vọng là mình nó, em này sẽ có sau này lớn lên sẽ có cặp mặt giống như là cha. Nếu mà giống như là cha thì đúng là ăn tiền luôn nha các bạn. Đây, đuôi cong rất là đẹp, vẹn đều hai bên này, xoáy dài này. Đây. Và đây là mình cuối cùng là mình đã xong việc nhá, là mình giữ một chút để cho bé nó đứng im, nó khô cái này này. Nếu bây giờ mình thả ra đấy thì con chó nó sẽ chạy, nó sẽ ngứa cái lỗ tai, nó dậy thì nó sẽ bong cái này ra. Nó bong cái này ra thì mình dán lại là cái keo nó bị khô rồi đấy, thì là mình dán lại nó sẽ không ăn nữa, mà không ăn nữa thì sẽ mất công mình đi rửa đi này kia thì mất công, ngày mai mình lại phải dán lại quá. Nên mình tốt nhất là mình nên rửa một chút xíu nha, rửa một chút xíu để cho nó cứng keo này, cứng keo nhá. Mình xin nhắc lại với các bạn là cái ống này là ống bao bên ngoài của cái ống xốp của cái máy lạnh nha các bạn, và một lọ keo ha. Keo này gọi là keo con chó nha các bạn. Mình chẳng thấy con chó đâu mà chỉ thấy cái nó để là keo dùng vàng nha các bạn. Keo dùng vàng hay keo con chó thì cũng được nha các bạn. Tức là nó dính dáng và nó dính, vì cái loại keo này nó không làm cho khúc có bị nóng, không bị rộp cái tai này. Nó không bị nóng rộp cái tai này thì nó dán rất là ok nha các bạn. Vẫn là cái keo và cắt như hồi nãy mình hướng dẫn các bạn đấy. Các bạn xem. Đấy. Thành được. Đã được một cái vành tai rất là ok nha, sau khi đã dán này rất là đơn giản rồi các bạn, nhưng mà phải giữ nhé, giữ nếu mà trường hợp những con nào mà nó lâu lên đấy thì phải dán một tuần sau các bạn tháo cái dán này ra. Nếu mà nó lên rồi ok thôi tự nhiên, còn nếu nó không lên thì mình phải dán thêm một tuần nữa và bổ sung thêm canxi, nhớ phải bổ sung thêm canxi nha các bạn. Các bạn dán không nó cũng không lên đâu, phải bổ sung thêm canxi nha các bạn. Ok, cảm ơn rất là các bạn đã theo dõi cái video của mình rất là nhiều. Nếu cảm thấy bổ ích thì các bạn like, share, chia sẻ cho anh em, những anh em nào chưa biết nhé. Và có gì thắc mắc thì có thể gọi cho mình theo cái số điện thoại mình để bên dưới. Gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.